Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Alphavir Tablet. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Alphavir Tablet cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Alphavir Tablet Tên Ophover Alafenamide, Công dụng và chỉ định Sử dụng ở trong các trường hợp bệnh nhân bị nhiễm virus và đặc biệt hiệu quả với bệnh nhân nhiễm virus viêm gan siêu vi B ở trong giai đoạn còn bù. Điều trị viêm gan B mạn tính ở người lớn và trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên và có cân nặng tối thiểu là 35 kg. Các trường hợp bệnh nhân mắc viêm gan B mạn tính với các biểu hiện vàng da, men gan tăng cao, chán ăn, không muốn ăn, mệt mỏi cũng đáp ứng tốt với thuốc. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Liều dùng để điều trị cho bệnh nhân trên 18 tuổi, mỗi ngày uống một lần, mỗi lần uống một viên. Liều dùng đối với đối tượng là trẻ em dưới 18 tuổi, cần phải có chỉ định cụ thể của bác sĩ trước khi dùng. Chống chỉ định Bệnh nhân mẫn cảm hoặc có dị ứng với tên Ophover. Bệnh nhân có dấu hiệu mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của trong thuốc. Không sử dụng ở trên bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối. Lưu ý khi sử dụng. Thận trọng ở trên những bệnh nhân có bệnh nền rối loạn chức năng thận. Do khả năng thải trừ của thận đã bị rối loạn nên cần điều chỉnh liều lượng cho phù hợp với thể trạng của bệnh nhân. Bệnh nhân cần chú ý sử dụng thuốc đều đặn hàng ngày trong suốt thời gian điều trị. Sử dụng đúng liều và đúng giờ để nồng độ của thuốc ở trong cơ thể luôn đạt ở ngưỡng điều trị và có thể duy trì được hoạt lực kháng virus tốt nhất. Bệnh nhân không được tự ý dừng sử dụng thuốc vì điều này sẽ dẫn đến tình trạng bệnh của bệnh nhân không những không được cải thiện mà còn có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như sơ gan, ung thư gan. Tác dụng phụ. Bệnh nhân có thể xuất hiện một số các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn và nôn, miệng có cảm giác khô, thậm chí tiêu chảy. Bệnh nhân cũng có thể có các triệu chứng rối loạn thần kinh như mệt mỏi, váng đầu hoặc có tình trạng lo lắng, hồi hộp sau quá trình dùng thuốc nhưng ít gặp hơn. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác. Tên Oforver không được dùng uống cùng với Adeforver Dipivoxin. Tên Oforver làm giảm đi nồng độ Atazanavir Sunfat ở trong huyết tương. Tên Oforver làm tăng nồng độ Didanosin ở trong huyết tương. Nếu sử dụng đồng thời với Didanosin thì phải uống tên Ophover trước khi uống Didanosin 2 giờ hoặc sau khi uống Didanosin 1 giờ. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Alphavir Tablet, đồng thời biết cách sử dụng Alphavir Tablet, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham